Sau đây là kết quả xổ số Bình Dương thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 8, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3716, 8491, 3269. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6286. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07137, 55594, 54999, 36213, 62901, 25561, 29210. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 68736, 81494. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34408. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 57724. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 190104. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 190104.